Rồi chào các bạn nha. Ở đây thì có một chiếc chạc đang chú bán nha anh em. Chiếc này ngang đâu 3,5 m, 3,6 m rồi các bạn, dài 11. Chạc này đi 100 lẻ nha. Anh em nào mà đi 100 lẻ mà dạng dùng nước mặn thì mua chạc này là ok. Anh em thấy nó kiểu nó gì với cây nó còn cứng lắm các bạn. Cây còn bự chà bá không á, chưa mục luôn. Lót nhôm rồi luôn anh em ơi. Bữa đầu Isuzu 93. Đây, hy vọng gì là anh em khỏi chơi ha, chưa có dấu hiệu một bọng gì hết. Đợt này người ta đang đi chiếc IH các bạn. Nói cho anh thấy nó tệ tệ vậy thôi chứ cái này sao gặt đó anh em nè. Lót nhôm rồi cho anh em luôn. Cây thì anh em khỏi chơi ha, buổi đầu Su 93 cây này. Có be thì nói chung cái dạng này nó hơi hắc tiểu một chút. Anh em nào dùng dùng ấy thì anh em điều mình dùng dứ, nói chung là anh em ở dùng nước mặn thì đi chạc này là ok, ngon chỉ sắc luôn. Đây mình quay cho anh em xương xương ha, cây bọng gì bao anh em đi luôn á, sát đáy luôn nha anh em. Anh em gì sửa xương xương nữa là chạc này là ok. Vì kiểu con chạc này 11 đi 100 lẻ nha anh em. Đó. Anh em nào cần thì liên hệ ha. Chào các bạn nha. Thì bên mình có nhận làm tem cái này nè các bạn. Tem gì nè các bạn. Đó. Đây. Nguyên combo này là 1,2 triệu nha anh em. Đó. Thì cái này là mặt nạ hồi trước nè. Cái này là chữ Thái. Con này là dán im. Này là của anh em tên Thành Lỷ 67D1 tốc độ mãi đỉnh. Cái này không thì